bởi vì ông pi bầm nở nó không sọc robot bờ thế chân cái hai thằng gồm vẫn local đẹp bầm nở nó không sọc đại bị cá lang tam rồi dễ cá lụt bắn bầm nở robot hoạt tháp bị bả chân từ ai phô rót từ ai nẹt vịt nhục nó không sọc robot luôn rồi có mình đào bờ thế tiếp đại cọt tính nữa vì mình cá cá lang phô mềm tem bây giờ mình chân cặp bông tè miên cầm rồng không cá bọc bông nước ban bầm nở chỉ thay mấy đại miên tổng hôm là hồ đó từ mở rồi sai sập bọn billion đô la đậm nạc cao thì pi đậm nạc cao thì pi mẹ mình này tháp bao lực thì pi tế bóng ổn kia hai tháp đậm nạc cao thì pi đậm nạc cao thì mũi cứ ba và chọc hai hai ca và chọc nó không đậm nạc cao thì mũi nữa còn đã bấm nó local đẹp nắng cứ miền là hô đo tới cao sập pi trillion yuan bởi kết chế bạc đô la cũng đưa miền là hô đo đọc pi chạy vào mũi trillion đô la vì xa mà đang chất sập vào mũi bị rối nơi xây thật kịch tầng mũ rồi bỏ bởi tế chân nó không chân nằm pi bón mà phải bị đại bị họ lang bị học tập bị chơi bầm bốn bị rối không chỉ năm pippon nào bầm bốn đời không chỉ năm pippon mà phải bị còn đại bị họ lang bị plet nữa mà bầm hay mèn tèn tiệt tèn tông chỉ muốn được bầm nó nó cứ bên này bị phe tu tới cái mình bán như vậy bị phe cho bát loa này bầm nó là bảo bị thị trấn nó không sử dụng năng tề bị buộc cái yêu thá vì cố tài miên bầm nó chỉ phe cho nên lương năng tiệt đại sa tại thị trấn chỉ tu tới nó bây giờ có miếng bánh hai mũi có thể ca lối cứ gọi bọc bông bầm nổ bọc bông bầm nổ à thơm ấy giờ tôi xong à chắc hay vô mà tu tuột trong khối đối dân khơi ca bọc bông bầm nổ rồi bọc để chấn cứ bàn bọc bông làm bây giờ từ sông cua nơi ban bầm nổ rồi bọc thì kia tôi rồi bọc luôn hay sự nghiệp làm nạc ca thì pin này trời ban mà hai dạ chấn của ban vậy thá cứ làm bây giờ từ ăn vua từ có ăn bị vua bị say bị dục xa thiên nạn mua chấm nôn đôi chia cua từ chấm nôn cua hoàn toàn xem 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 hẹp chúng rồi sẽ tất cả bỏ xa hạ rõ ảm lịch ní cư chìa cả bỏ bốn đồng nạ cá tì pi hai con ca bổng rấn đại ai tờ lư ca co sang bốn nâng bổng rấn sẽ tất cả bà chá bón đại bà đê chân cập bông tái bắt bằng sân tục rồi có trời ca tập prạc con ca chú ý sẽ tất cả một bấy nhờ bỏ bà đê chân xong mà chia sẻ bông bông tích đại tôn cho mình xâm lý một khán sát cháy có bố nơi tí ní này sao tại một sát nơi tí ní tìa hiện số chúng lấy tích bật tục á toàn bàn sở đấy hay có mình temporary mình ở chân trái của thời trở lại thời tiết một câu nữa tại tôi chúng mình đang ca bọc bùm lùi bật hai mà là bọc chấn mà hai dạ chấn tại bàn xa bọn mình sinh hố có bàn chọc sai thá đừng thua ở miền ông tập hiệp thả với cá cả là hồ tập bấy cho trong bấy việc rồi ở quấy chứ ông tập hiệp thả với cá một câu mùi chúng mình có bàn đứng ấy miền hai ọt sạch bạc nông ca chài cám chứ có miền sạch bạc nông ca chài đây chứng bởi sân chỉ ọt sạch bạc ăn cá trái cũng bị cá lan trình bị cá chậm nái rồi bỏ rọt thun thun ngộp bị tràn bị biệt thiên cá pí cứ tìm mũi cứ cá cặp mình thói này cá trái về rồi bỏ rọt thà thì bá thì biết cứ cá đầm lặng bốn thì bây cứ cá ngưng lặng một sợi tật kịch ta bị mùi thun bỏ rọt xem 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 đẹp chấn còn đừng dùng thay vì cá để bọc bùn và thay nó nghe nào tại áp vì vật cầm rốn này khuôn cầm nón nó biên là hỗ đo từ bầm buôn pon bầm mùi rồi cầm rốn chán mệt tên mệt tích tì, xem mẹ bông ổn có xua tham bật chạy cho bẹ chán ăn chấn ta miên pành hà ọt miên miên pành hà mày có ọt bông ổn tệ tơn chúng mình nằm bật chân có miên bầm nổ rọp xênh hả có miên bầm nổ ai cái chân xênh bầm nổ lô khó nữa và đai thị trấn kịp vô chế tục đặt tên lưu bầm nổ lần không sốc rồi bỏ bật chân này xa tay ca cầm nọ chung đủ nâng viên mình bật bật cọt nè xây tự kích rồi bỏ bật chân có mang dễ tha ca chung bẹ bầm nổ rồi bỏ bật chân nâng cư miên hà này phải có bù hầm phốt bầm nổ nó không sốc á bầm bốn tệ tên chỉ muốn nó sẽ thê là phép hệ thành vật thô ở rồi bỏ và tê chiệt luôn vì phù ca bằng ca này ca chơi bầm nổ hay ca là tập phép này ca tu tọt bầm nổ nó không và tê chân nó cầm bông tệ thân nó không ao nó phép trong pê đại sẽ thực kịch nó không đầm bòn là gì nó can tệ thật lẽ chó vì phục lộ thật lẽ chó hay sẽ thực kịch ở bọc luôn đại phong bài cho lưu vi sai cho nó trọp có thể cho tôi không phép chữ này bị bắt luôn đang càng ngược là quên bị chúng người COVID tập bằng bố nó mình toàn bàn chia sẻ là nơi nào thì ai sẽ mạnh chơi nhưng bây giờ khang khéo thì chắc mong bồn bị đôi chỉ dương cặp bông tài rô xí khát dương cặp bông tài rô xí khát ở đây là dương thời cá dù một chui con những cứ ca bằng càng tốn rồi ca bằng thay tốn là bỏ rô xí rồi bỏ dương cả nào là dương bằng thay tốn dương bằng thay bằng nồi bằng nồi hướng tìm mũi này thầy tu tọa xong ai cục bê bởi liền tìm biết cái ca prạc chân
cứ nghĩ bên đây thoáng chậm nói tha, bà sân ba chân gọi chơi lời bà thái ta quạt miền là tập hiệp tu tọt thế chứ tu tới cứ cho ba chậm miền rồi cứ cho ba chậm miền này phần đây bà sân ba không sẽ thành hiệp muối đại vừa ỏi ca tu tọt mình nói chỉ mình tục lắng không cả vì vợ bảo rót tha bị bá chân ở tại tân chậm muối năng thành tập hiệp sẽ được cái những cái thành cái hai là thành tập hiệp nó cứ miền phải hà xem rót cả đặc sản nó có bị ai cái chôn là miền phải hai rồi xịt láng cứ sập này, ta bảo rót cứ miền khu vị thi, vô vị thi pi vô mình giấy có khơi này, bà thái còn thật sự cái dùng vị thi lẽ cho, vị thi thì mỗi cứ lấy chụp bẹ, bắt chia chôn mà màn, u thi hơi chụp bẹ, bắt chia chôn mà rồi yoan chẳng thể, chẳng có bao lối pum mà rồi yoan tới song bắt chia chôn thôi, bao pum lối á, anh đang kể hai ông pi hạt quýt, tại tại vì mình cả bao pum lối vô tới song, phần đáy đồng lại lối rồi rụp bây giờ bán nó thay cho. Lui cái này cái hạt là bệnh đại loạn lui lui bệnh chi bộ loạn nên kinh trần thành chạy chỉ tu tới việc cũng rõ na đại quan thời dương dễ bị lạc tập hiệp nên dễ khả dạy đường ấy na đường tipi cứ ca tầm lang pun đối giá ở Mỹ quạt quạt thôi chẳng cần tầm lang pun để lên nhà miến tỏ sản phẩm thông thông đảm bay dọc mốc đặt sai phải hạ sự thực hiện chẳng được như này và để chân có ai nhận phở vị trí sang ca tầm lang pun là không lục hiệp mùi na được như này hay dương cầu nghĩa mới không phải cam chiếc và cam chiếc là mấy tục cảm nơi ao là hiện tại với cá cứ không tăng cục bị biến sai cục bị sai mình tha chi bên đây cho cam mình tha chi cá phẩm một pun sa là pun được không phải không hay dương khơi tha mùi dạ trong khối cá phẩm một pun là miên phiêu sực rất được gọi là phiền nó cứ ban chuối và cam chiếc ở miên thay với cá tràn cho từ không chiết đấy anh nói cứ chi bị thi sạch đại rồi ai bà 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 hai chị đi vị thi sa tôi tế nó không chấm não vị thi sa chỉ trả ơn tiện đặc nhung mình bàn như vậy chẳng dừng rong trăm mưa tặng ngọc nia ta ca bằng ca ấn pun rồi bỏ bật tê chấn nâng thua ai sẽ được kịch miên ca để chấm rán làng với những đứa có bằng thai em này phiếp dự giá nâng ca áp hiệu vật sẽ được kịch ở rồi bọc luôn khả nạ đây nâng không phê bà chạm bọn rương ra chỉ trả ơn bàn ca nâng không bật tê chấn mình tha vì sai ở chẳng hạt rốt tại chế vì sai snow bất thế đại có phụng tại áp vật chân cái dân anh vậy thà bất thế có phụng áp vật có bán sản nghiệp chân còn dễ là còn mình chưa bất thế áp vật tê thì phù hợp bay cầm chay mang cá trả tiền bất thế chân miên sự thể này dùng phù từ lơ vì sai cho nạn trộm hay cá bằng cá bằng nổ từ lơ vì sai cho nạn trộm nó có phù đại bởi dân thiệp thì mỗi năm bất thế đại áp vật hai chân hai mai những cười tham bằng nổ lấy xa tập anh nhà cho nạn trộm được nung អពពន្ធប្រទេសដែរកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងមានច្រើនកុំឲ្យពិបាកយល់បងប្អូនមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅបានហើយសុទ្ធតែធានយមតើតើជំនឹងវិស័យចលនាត្រមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺពេញបបោដោយជានៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានបំរៀនពីបញ្ហាបំណុលទៅលើបញ្ហាទិញផ្ទះទិញដីទិញដីលោនៅក្នុងកម្រិតណាក្តីណា ក៏សុទ្ធតែនិយមរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅតែមិនបាត់បង់ដែរនៅតែមិនបាត់បង់តែសេដ្ឋកិច្ចយើងងើបឡើងវិញទៅបំលុះផ្ទះទៀតហើយនិយាយលេងទេណាបងប្អូនណាឬក៏ភិកចិនគឺអត់បានផ្លឹងផ្លាញពីទលយៈភាពនៃថវិការបស់យើងពេលខ្លះការវិនិយោគមិនមែនមានថាបងប្អូនមិនចាំបាច់ទៅចំពាក់គេទេវាត្រូវហើយបំណុលវាអាចចំពាក់បានទិញយកមកទិញជាអសិទ្ធ តែតែយើងក៏វោះមានតែយើងទេតែដឹងថាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងមិនអាចទៅស្ដាប់អ្នកណាទេថាគួរទិញផ្ទះបងលួអត់គួរមានមនុស្សអត់មានតែយើងទេដែលវោះដឹងពីសមត្ថភាពយើងពេលវេលាយើងអាយុកាលរបស់យើងនិងសមត្ថភាពការងារនេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយក៏បាននិយាយលេងសើចជាមួយបងប្អូនតិចតួចនៅរូបភាពខាងក្រៅសូមអរគុណសូមជម្រាបលា